Hello, xin kính chào toàn thể quý vị đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô đã qua sử dụng. Và hiện tại chúng ta đang có mặt tại sàn ô tô Mỹ Đình, địa chỉ số 86 Trương Công Giai, Cầu Giấy, Hà Nội. Và hôm nay thì em đã về thêm được một chiếc xe để lấp vào những cái khoảng trống đang có tại sàn ô tô Mỹ Đình. Và sẽ lên sóng luôn để cho mọi người có thể cập nhật thông tin của chiếc xe này và cũng như đưa ra sự lựa chọn và quyết định mua. Trước mắt mọi người đang là chiếc Mazda CX-5 sản xuất năm 2021. Và đây là phiên bản cao cấp nhất, bản 2.5 Premium 2 cầu. Ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu đen. Đặc biệt là chiếc xe này chủ xe đã lên một cái bộ ghế da Nappa màu đen cực kỳ xịn sò và êm ái. Lát nữa chúng ta sẽ vào trong khoang nội thất và kiểm chứng cái bộ ghế da của chiếc xe này. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tổng quan của chiếc xe này về mặt ngoại thất. Thì chiếc xe này thì em vừa mới cập bến xong và còn đôi chút là có một chỗ xước sát thì em sẽ cho spa và đánh bóng lại là hết thôi. Mấy cái vết xước nhỏ này thì không thể tránh được, và nhất là ở những cái góc cảng. Còn đây, chúng ta có thể thấy là lốp theo xe khi mà chạy được 1.8 km này vẫn còn rất là dày nhá. Và vẫn còn dấu sơn này. La răng thì không có một vết xước nào cả. Đó. Chiếc xe này hoàn toàn là sơn nguyên bản, zin 100%. Xe về đến đây thì em mới chỉ có dọn nội thất và dọn khoang máy thôi, còn chưa có spa một chút nào cả, gần như là xe mộc. Thì sau khi đánh bóng toàn bộ chiếc xe này lên thì nó sẽ không khác gì một chiếc xe mới cả. Và chiếc xe này đang có giá tại sàn ô tô Mỹ Đình khoảng hơn 900 triệu. So với xe mới ở thời điểm hiện tại thì chiếc xe này sẽ tiết kiệm cho mọi người được khoảng 150 triệu nhé. Tại vì đây là bản cao cấp nhất 2 cầu AVKD. Đó. Về chiếc xe này thì nó là bản full rồi nên nó được trang bị rất nhiều những tính năng và option hiện đại. Đó, tất cả những cái phần ốp chống xước này chủ xe đã làm hết rồi, có cả thảm lót cốp luôn. Còn đây là cái khoang lốp dự phòng thì vẫn nguyên bản, nguyên dấu sơn của nhà sản xuất này. Đó, chưa một lần chạm đất nhé mọi người nhé. Ở đây thì chúng ta có thêm cái cục loa trầm, loa bâu theo xe. Ngoài ra thì chúng ta có thể kiểm chứng luôn tất cả những cái chi tiết ốc cốp cũng như là đường keo chỉ của cốp thì hoàn toàn nguyên bản, chưa có dấu hiệu là đã tháo mở ra để làm lại đâu. Đó. Và chiếc xe này cũng là bản cao cấp nhất nên sẽ được trang bị một cái option, đó chính là cam 360 độ nhé mọi người nhé. Đó, mọi người có thể thấy là tất cả những phần đường gân cũng như là thân xe này, thân cánh cửa này hoàn toàn nguyên bản. Chúng ta cùng vào trong cái khoang nội thất của chiếc CX-5 này. Bộ ghế da Nappa rất là xịn sò nhé mọi người nhé. Vẫn còn căng đét luôn. Vào trong xe thì chúng ta có thể vẫn còn thấy thơm mùi mới của chiếc xe này. Và đây là cái đường keo chỉ của cánh cửa, hoàn toàn nguyên bản. Ni lông vẫn còn rất nhiều ở trên xe nhé mọi người nhé. Đây chúng ta có thể thấy này, ni lông này, bên kia cũng vậy này. Đó. Ở vị trí này thì chúng ta có nhớ ghế lái hai vị trí, ghế chỉnh điện. Và đây là cái lịch bảo dưỡng của chiếc Mazda CX-5 này. Hiện tại chiếc xe này đang lăn bánh được 18.000 km và kỳ bảo dưỡng tiếp theo sẽ là 23.000 km nhé mọi người nhé. Cứ 5.000 km thì chúng ta sẽ vào hãng để bảo dưỡng một lần. Đó. Mọi chi tiết của chiếc xe này thì đều rất là mới. Và bây giờ thì em sẽ mời mọi người đi vào trong cái khoang động cơ của chiếc xe này. Anh xem xe anh. Chiếc CX-5 được sở hữu khối động cơ 2.5 Skyactiv, hoàn toàn nguyên bản. Tất cả những con ốc cũng như là đường ống và ốc cao su chân máy cũng vậy, hoàn toàn nguyên bản nhé mọi người nhé. Rồi đến ốc cabo này, nguyên bản, keo chỉ nguyên bản. Xe của sàn ô tô Mỹ Đình bán ra thì luôn cam kết bằng văn bản là xe không đâm đụng, không ngập nước, máy móc hộp số nguyên bản và không có phạt nguội. Nên là mọi người cứ yên tâm, khi mà quyết định mua xe của sàn ô tô Mỹ Đình thì mọi người có thể mang xe đi check hãng hoặc test ở bất cứ ga nào mà tùy mọi người muốn nhé. Và chiếc Mazda CX-5 này thì sàn ô tô Mỹ Đình đang chào bán với giá là 939 triệu đồng và sẽ có thương lượng khi đến xem xe trực tiếp. Nếu như mọi người có nhu cầu thì hãy nhấc máy lên và gọi điện trực tiếp cho em Lam Bin số điện thoại hotline ở trên màn hình.
để được tư vấn và hỗ trợ 24/24. Rất mong được sự ủng hộ của quý vị khán giả cũng như là quý vị khách hàng trên khắp mọi miền Tổ quốc. Em xin trân trọng cảm ơn.